Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21h15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Là tội à. Nè, còn em bên hội phụ nữ, em có nói gì? Đưa tay đây cho lát. Sao vậy? Cái này không phải đâu. Đây là mình. Thưa các bạn, chúng ta là những người dân có du lịch, có điều kiện và chúng ta đến nhiều nơi. Hy vọng các bạn hãy như những tấm gương này, đi tới đâu cũng hãy mang về cho mình những bức ảnh đẹp, đời những dấu chân bất công. Đừng để lại rác, bởi vì rác nhựa này rất khó để mà có thể tiêu hủy được. Giờ đây chúng tôi sẽ phép được phỏng vấn một chàng trai chúng tôi bắt gặp trên đường. Anh ấy đang có một chuyến du lịch tại đây. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Thì tôi thấy thật sự đây là một hành động rất ý nghĩa. Khi mà chúng ta bắt được những người xả rác ở đây đúng đang rồi. Phải nhặt được những cái bãi rác của họ. Rác quá trời rác. Trời ơi. Đúng rồi, những người này á, đây là những tấm gương nha các bạn. À, quên giới thiệu, đây là chú Sáu, là bảo vệ môi trường ở đây. Đúng, tôi bán nước ở đây. Tôi bán thôi, nhưng mà các em uống nước xong các em phải nhặt rác. Tôi bán rồi tôi nhặt nữa là đâu có được đâu. Đúng rồi. Rồi những cái cảnh đẹp như vậy mà các em tới đây du lịch rồi các em uống nước rồi các em thả như vậy là nó mất cảnh quan đi. Đúng rồi. Không được. Rồi chú Sáu thấy vậy đó, chú Sáu không đồng tình. Giận thôi. Máy đâu? Sao xả rác vậy hả? Ơi là trời. Mà chúng tôi thấy là những người xả rác này có không những là về cái giới tính khác nhau, độ tuổi khác nhau. Có những thanh niên gần 40, 70 tuổi rồi mà vẫn xả rác. 70 tuổi rồi mà vẫn xả rác. Rồi em là ngư dân ở đây thì em thấy làm sao? Rác nó có ảnh hưởng gì đến việc đánh bắt của em không? Thì có à, em thì em hay đánh ra ngoài đánh bắt cá. Em chứng kiến những con vật bị sao? Em chứng kiến những con vật là bị tổn thương bởi những cái thứ rác này. Đúng. Đó, nên là hôm nay rất là mong là tất cả mọi người ở đây sẽ cùng nhau chung tay để gom rác lại. Đúng. Và đừng xả rác nữa mọi người ơi, đừng như những người này, những người mặc áo cam này, rất là tội ạ. À. Nè, còn em bên hội phụ nữ, em có nói gì? Đưa tay đây cho lát. Sao vậy? Cái này không phải đâu. Đây là mình. Xin hỏi học sinh tiểu học, em nhận thức như thế nào về môi trường hiện tại với lại những thanh niên này? Em nhận lớp trẻ, các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường phải rất hết sức gọi là nêu cao những cái tinh thần gọi là ý thức của mình, tại vì biển nó cũng giống như là nguồn cội, nó là nguồn sống đó mọi người. Cho nên là phải hết sức gọi là bảo tồn, bảo vệ, giữ gìn, và đặc biệt là phải nên rất là siết chặt khi mà mình đã ý thức mình làm rồi. Một khi đã quyết tâm dọn là phải dọn cho sạch sẽ, dọn cho gọi là không còn một miếng rác nào. Đúng. Và em cũng muốn nhắn gửi tới đội bên kia là cũng hãy như vậy. Đúng phải rồi. Cố gắng làm sao. Thật ra đội mình thắng tụi mình về đừng nghỉ ngơi, nhưng không, tụi mình vẫn ở đây tuyên truyền. Đúng rồi. Tuyên truyền đội kia là không được xả rác nữa. Đó. Còn cái này mà rác hả? Không biết ai dùng lum ra. Nhiều tiền lắm á. Trời ơi. Để hình rác vô thêm không? Tất cả mà về vấn đề bảo vệ môi trường là phải hành động. Phải hành động, chung tay hành động chứ không phải đứng nói. Đứng nói thì ai nói chả được. Quan trọng là phải hành động. Mỗi người một tay thôi, mỗi người một miếng rác nhỏ thôi. Triệu người sẽ thành được cả tấn rác. Nên là mong quý vị hãy cùng chúng tôi lan tỏa cái tinh thần dọn rác. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ đi ngang qua với ánh nhìn hờ hững với họ. Hành động không phải nói, hãy hành động, không phải nói. Cố lên, động cái đó cần nha. Đừng sợ rác đó nha các bạn trẻ. Thôi, đây gom rác thôi mọi người ơi, gom rác lại. Còn rác kia. Đây nè. Cái gì vậy? Thôi, không được của chú. Bảy mình anh dặm lên.
Cái gì vậy? Trời, trời ơi, cái đó tốt cho môi trường. Ờ, nhưng mà nó quy. Thôi, đi thôi. Đi. Đi rồi, tháo một chút. Cái này là gì vậy anh? Mua xe đâu đi, mua xe. Ngon nha. Cảm ơn tụi em nha. Cảm ơn em. Bye bye, bye tụi em. Nho kẹo ngon lắm à. Nó mời vô mua nho mà chứ phải bạc tay đâu đặt người ta. Người ta mời mua nho mà. Em tưởng là tiếp sức đường đi rồi. Không đó. Không phải là đây phải việc giả đâu. Cổ vũ tiếp sức đường đi rồi em đâu biết đâu. Thôi mình phải đi hành hương tới bao lâu vậy? Trời ơi. Quý vị ơi, thường thường là mấy chương trình khác là quay để mà có cảnh quay thôi. Đúng. Còn đối với chương trình này là phải chạy thiệt. Chạy thiệt, đi hành hương luôn. Tưởng như hành hương, chạy hồi tới núi Bà Đen luôn á. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Chạy hồi hai bà mình đang nuôi nè. Trời ơi, thành hai Bà Đen luôn. Quá trời. Bây giờ thì các bạn có thể bấm nút mở cửa tự động để xuống xe nha. Wow, đây rồi, theo ra đây thôi. Đi thôi, 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 thôi. Đây, đây là cái những cái nút này là mở cái cửa trường tự động nè. Đó, những giờ thôi coi. Cửa điện trường tự động. Xin, 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 xin. Đi mọi người ơi. Đi thôi. Đi thôi. Đủ chương sinh luôn á. Người ta chạy mười mấy km, biết bao nhiêu câu chuyện trên xe. Vậy hả? Người ta đứng người ta quắt vô để làm gì? Làm gì? Để mình vô, mình mua nho. Không, Khánh Trần nói, người ta tiếp sức mình đó. Không anh đặt tay người ta. Nó trời, bà marathon hay gì tiếp sức. Còn đội thắng thì các bạn đi, các bạn thấy làm sao? Tuyệt vời. Mà được được nhìn cái đội thua chạy chạy lon ton lon ton. Vui ha. Dạ. Nói chung là hạnh phúc quá. Đi thắng là vui. Mát mẻ lắm. Mát mẻ. Rồi cái điểm trải nghiệm tiếp theo trên hành trình của chúng ta chính là tại đây. Vịnh Vĩnh Hy này là một trong những cái vịnh đẹp nhất ở Việt Nam chúng ta ha, và đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia. Yeah, wow. Và người dân địa phương thì cũng dựa vào cái điều kiện tự nhiên này để mà phát triển du lịch và kinh tế. Chính vì cái sự gần gũi thân thiện và hiếu khách của người dân nơi đây mà Vịnh Vĩnh Hy đã ghi được rất là nhiều cái dấu ấn đẹp trong lòng du khách. Và cái hành trình của chúng ta là cái hành trình vượt qua giới hạn. Một trong những cách để chúng ta vượt qua những cái giới hạn của bản thân mình đó chính là mở ra cho chúng ta những cái cơ hội mới, đến những cái nơi mới, gặp những con người mới, trò chuyện để có thêm nhiều cái trải nghiệm mới, đúng không ạ? Wow, đúng rồi. Đó là lý do mà cái thử thách tiếp theo của các bạn ở đây sẽ có tên là từ lạ thành quen. Từ lạ thành quen. À, tức là giờ mình phải đi gặp từng người nói chuyện. Các bạn. Không chỉ là nói chuyện và giao lưu, cái quyết định thắng thua ở đây dựa hoàn toàn vào những người các bạn gặp. Nhưng mà chị ơi, tới đây tụi em được tháo bộ đồ ra chưa? Chứ nãy ra đường đang chạy tao cứ béo la không được. Các bạn mặc một chút mà các bạn đã khó chịu rồi thì các bạn biết là những cái sinh vật biển của chúng ta khi mà bị quàng vào những cái rác thải do con người vô tình hay cố ý thải xuống đại dương thì nó sẽ ảnh hưởng đến mức như thế nào, đúng không ạ? Nên thôi các bạn chịu khó thêm chút nữa đi ha. Mỗi đội sẽ nhận được một bảng gồm 10 câu hỏi. Nhiệm vụ của hai đội là trong vòng 15 phút sẽ nhanh chóng di chuyển từ đây về vị trí tập kết tại điểm đích. Trên đường đi, các bạn sẽ phải đi tìm người dân địa phương hoặc du khách để đặt những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Người dân trả lời đúng bao nhiêu câu thì các bạn nhận về bấy nhiêu điểm. Lưu ý, mỗi người dân chỉ được trả lời một câu. Sau thời gian quy định, đội nào có được nhiều đáp án đúng hơn là chiến thắng. Đặc biệt, nếu cả hai đội cùng xuất sắc hoàn thành hết 20 câu hỏi thì các bạn sẽ được cộng 1 điểm vào quỹ chung. Cú cha. Bây giờ hai đội bánh xì đi để được chọn trước. Mời em. Phân bì. Rồi cho gái ưu tiên khách mời đi. Chị tỉnh chưa? Em chị nghĩ cái này cũng bốc thăm rồi. Dễ nữa, em xui lắm. Đi ra dễ nữa, em chơi. Lại đi. Lại đi ha. Lại đi. 1 2 vô. Thắng rồi, lên chỗ đi rồi. Mà dẫn chọn cái xui à? Mà dẫn chọn cái xui à? Ủa, sốc nữa kìa. Khoan khoan, rớt xuống lại lụm. Để báo trước, rớt xuống là của mình. Ai là tôi sốc chứ? Rớt xuống của mình vậy. Rồi, rớt đi. Rồi, chọn.
Em mê tính gì? Xui rồi. Chụp bị ruột rồi anh ơi. Bây giờ thời gian dành cho các bạn 3, 2, 1, bắt đầu. Đi. Thấy cái người về hướng này. Anh Tư, khỏe anh Tư. Bắt tay anh Tư. Ở cho hỏi cái. Ở đây là tỉnh Ninh Thuận. Đúng. Rồi, bây giờ anh có thể giúp em là anh kể tên một cái tỉnh hoặc là thành phố khác mà có chữ Ninh. Chữ Ninh đứng trước hoặc đứng sau đều được. Đây là được. Có chữ Ninh là được. À, tỉnh hoặc thành phố. Ninh Bình 1. Mày thua. Thua. Quảng Ninh 2. Ninh Bình Quảng Ninh là 2. Bắc Ninh là 3. Cảm ơn. Đó, tính ra nãy giờ anh trả lời không được câu nào hết trơn đó. Có anh Tư. Cảm ơn anh Tư nha. Nãy giờ anh Tư trả lời không à? Lùng của Bắc Ninh. Ờ, chứ anh Bảy thua rồi. Rồi một câu rồi, cảm ơn. Thấy lùng mà sao ra đây cao ta? Xèo lùng tèo leo quá. Câu này trước đi. Ninh Thuận. Ừ. Anh biết Ninh Thuận có một cái điểm nào mà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới? Đó là ở đâu? Wow, vườn phố cha nuôi chúa. Vườn phố cha nuôi chúa. Yeah. Anh tên gì ạ? Em tên Vương ạ. Vương ạ, cảm ơn Vương rất nhiều. Ok. Nhớ bài đi. Bé đang đi làm. Nhóm này ba người lận. Nhóm này ba người lận, nhắc nhau được không? Ok. Hello em ơi, tụi anh ghi hình cái nha. Tụi anh sẽ hỏi tụi em một câu hỏi, anh là Hiếu hỏi tụi em một câu hỏi. Đúng. Suy nghĩ thật kỹ nha, này liên quan thắng bại tụi anh. Đúng. Nha, câu này dễ thôi. Ai là cha đẻ của định luật vạn vật hấp dẫn? Ok chưa? Thôi, anh biết là em biết mà anh đừng có giấu. Đúng rồi. Cái gì? Khoan từ từ nè, nhìn máy, mình nhìn máy nói gì mà nói. Tự nói, không có gì hết trơn á. Newton chính xác. Đúng, chính xác. Yeah. Trời ơi. Yeah. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cô cho con hỏi nè cô. Kể tên ba vịnh nổi tiếng nhất của Việt Nam. Vịnh Vĩnh Thi. Một. Vịnh Hạ Long. Hai. Cái nữa. Vịnh Tây Tiên. Chính xác, cảm ơn em. Em được một phần thưởng là chụp hình với tôi. Rồi, cảm ơn em. Giỏi nha, trời ơi. Ở đây ai học giỏi nhất? Em. Nói bình thường. Bình thường nhưng mà giỏi. Ai trên 85? Em luôn. Rồi, bây giờ cho tôi hỏi câu. Vừa rồi có coi kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ không? Dạ có. Bao nhiêu năm? Dạ 65. Không phải. Thiếu rồi. 70 năm. 70 năm đúng không? Con tên gì? Con tên Vũ. Con là học giỏi nhất ở đây Vũ. Cảm ơn con nha. Dạ. Bắt tay cái Vũ à. Mấy này dở nha. Cho anh hỏi nha. Câu số 1 đi ha. Ok số 1. Kể tên ba vịnh biển đẹp nổi tiếng của Việt Nam. Dạ, vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long. Vịnh Nha Trang. Rồi. Vịnh Lăng Cô. Lăng Cô ở nằm đâu ta? À, có luôn, của Huế. Tuyệt vời, cảm ơn em nha. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Duy. Duy, cảm ơn Duy rất nhiều. Quá trời. Rồi. Hai câu. Hỏi gì không? Xin chào. Tôi muốn hỏi bạn là cái gì xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại? Đúng là trăm như hến mà. Trời ơi, vậy cũng hỏi nó cùng im. Qua đây. Chị cho em hỏi, cho em phỏng vấn câu được không? Chị cho em hỏi là tác giả của tác phẩm Truyện Kiều là ai? Nguyễn Du. Chính xác, cảm ơn chị, muốn chụp hình với em không? Không. Cảm ơn chị nha. Cho chú hỏi câu nè. Tụi con biết định luật vạn vật hấp dẫn không? Dạ biết. Là của ai? Của Newton. Newton đúng không? Bắt tay cái của tên gì? Dạ Hiếu. Hiếu thứ ba đúng không? Hiếu thứ ba nè. Ở đây Hiếu thứ ba ta học giỏi nè. Biết được chưa? Và hấp dẫn của Newton luôn á. Rồi, cảm ơn nha Hiếu nha. Ngày đẹp trai Hiếu thứ hai luôn á. Em chào gia đình hả? Dạ. Cho em hỏi một câu nghe. Cái gì mình xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại, lấy lên? Khi mà mình neo.
Chính xác. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, em cảm ơn. Hai câu, em ơi. Ba câu rồi. Câu hỏi là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng loại World Cup vào năm nào? Năm 2023. Trời chốt ơi. Chốt. Là 2023. Trời ơi. Dùng đất kiến thức. Dùng đất kiến thức. Cảm ơn chú, quá đúng chú. Một câu trả lời tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chú. 2023. SEA Games 31. Anh coi đá banh hay coi đá banh đúng không anh? Ủa? À, biết rồi. Trời ơi. Vậy anh biết là SEA Games 31 con vật của Việt Nam là gì không? Đại diện Việt Nam á? Đại diện Việt Nam SEA Games mình á. Con trâu sai luôn anh ơi, cảm ơn anh. Con trâu là ngày xưa. Ngày xưa rồi. Khó nha. Con có câu này khó quá, phải dành đá banh em biết không? Em biết, em thì biết rồi. Thôi đổi câu khác đi anh, okay. Đáng hỏi câu đó sao? Ở đây là người đồng bào Chăm nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Có là người ở đây hả? Dạ. Ông tên gì? Dạ con tên Hào. Hào thứ nhất. Và ủa vậy là người đồng bào Chăm có lễ hội gì mà nổi tiếng? Dạ lễ hội KT. Trời ơi. Lễ hội KT. Trời ơi. Hào ơi. À, anh em Linh Hải phải đỉnh nha. Trời ơi. Ở kia cái vàng ký kìa. Dạ ký giùm con đi. Trời Hào ơi. Ôi Hào. Có là Hào sữa hay Hào thường? Dạ Hào sữa. Cảm ơn Hào dạ, nha. Dạ quá. Chú, dạ, này của chú là con. Ừ. Đi tiếp. Hello, xin chào gia đình ạ. Chào mừng gia đình đến với chương trình 2 ngày 1 đêm. Dạ bây giờ là Tuấn có một cái câu hỏi dành cho gia đình mình nha. Dạ. Nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm văn học nào ạ? Tác phẩm Chí Phiêu. Tác phẩm Chí Phiêu. Hay quá, tuyệt là bời. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn chị. Quan hệ. Bé này sao giỏi nè. Ê, nhìn nó uy tín lắm. Ok. Nhìn em rất giỏi, xin mời em vào. Dạ. Uy tín á, nhìn em uy tín á. Nhìn em rất uy tín. Đúng. Đọc đúng 4 câu thơ Hán Việt trong bài Nam Quốc Sơn Hà. Nam quốc Sơn Hà Nam Đế cư, tuyệt nhiên tịnh phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Chữ đẳng hành khang thủ bại hư. Trời ơi, sao giỏi vậy? Trời ơi, sao giỏi vậy? Trời ơi, wow. A1. Wow. Học trường chuyên hay gì mà dữ vậy em? Dạ chuyên toán. Trời ơi. Phép. Có một cái loại bánh. Bánh. Mà nghe tên là thấy đau rồi. Bánh đất ra gai. Không phải, cái gai là nó chảy máu. Bánh mà nghe tên thấy đau. Bánh mà nghe tên thấy đau. Bánh gì? Bánh gai là không có gai không có đau. Bánh tét. Bánh tét đúng rồi. Bánh tét. Bánh tét đúng rồi. Hay quá. Cái gì cái gì? Khánh học lớp mấy? Lớp 11. À thầy giáo đang dạy lớp 11. Vậy giáo viên cho hỏi coi biết được không? Được, một câu nữa nha. Dạ. Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? 11. Hay quá. Trời ơi. Mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Trần Anh Vũ, dạy trường nào lớp mấy thì tôi giới thiệu. Dạy trường Nguyễn Khuyến. Trần Anh Vũ dạy trường Nguyễn Khuyến nói là Đông Nam Á là có 11 quốc gia, đúng là thầy. Chính xác. Rồi, cảm ơn chương trình nha. À, em là người Bắc hả? Người Bắc luôn. Đúng bài rồi em ơi. Người Bắc thì đúng bài rồi. Anh có một câu hỏi, xin lỗi anh không thể nào cho em coi được nha em. Nhưng mà câu hỏi là ngày 10 tháng 3 âm lịch là giỗ tổ Hùng Vương. Vậy nơi diễn ra lễ hội đền Hùng lớn nhất cả nước là ở đâu? Câu hỏi khó thế. Đấy, khó mà. Tìm Phú Thọ đó mày. Cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, chiều cảm ơn chị đi nhiều. Du lịch với gia đình ha. Vâng ạ. Em xin lỗi, em tên gì ạ? Em Lan ạ. Em Lan hả? Chúc Lan và gia đình đi du lịch thật là vui nha. Vâng ạ. Rồi cảm ơn Lan nha. Chương trình diễn ra vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn Lan rất nhiều nha. Dạ. Tụi anh đã xong nhiệm vụ rồi. Cảm ơn Lan nha. Chạy đua em ơi. Go anh ơi. Đúng. Chọn mặt gửi vàng. Đây quay lại em. Ghi hình nha, ghi hình nha. Rồi. Đầu tiên, tụi anh hỏi em câu hỏi. Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?
Đúng à. Cảm ơn em. Rồi, một câu nha, một câu nha. Để chú uy tín nè. Đây, chú này quá uy tín luôn. Chú biết ba thành phố này bắt đầu chữ Ninh không? Ba thành phố, kể tên ba thành phố có chữ Ninh ở trong đó. Ninh Bình vậy? Rồi. Ninh Bình. Có một. Có mò bạ. Bắc Ninh 2. Quảng Ninh. Trời ơi, tuyệt vời. Cảm ơn chú. Dạ. Cô giúp gia đình mình ăn cơm vui vẻ. Dạ, cảm ơn gia đình. Trời ơi, hay quá. Yeah. Anh em đợi còn trông chờ đồng đội mình thôi. Đúng không ta? 1 nè, 2, 3, 3 nè. 1, 3, 5 nè. 5, 7, 9. Rồi. 3, 5, 7, 9. Nói chung là có những điều rất là bất ngờ nha mọi người. Nhiều khi là nghĩ là anh em tụi tôi là một người thì gọi là mới thôi. Đúng. Mới tham gia thôi còn rất là non nớt. Còn quan một người thì... là mình phải biết câu hỏi của mình nó nằm đặt, ở đâu nhờ, đặt vào đúng người đó. Nếu như hồi nãy chỗ Phú Thọ là mình phải hỏi đúng quá. Là người bác không là người ta biết mà anh không phải công nhận là em phải công nhận là anh thì anh có một cái gọi là cái trực giác nhìn đúng. Hay còn cái chỗ tiếp theo thì mình phải coi người nào mà kiểu tầm trẻ trẻ hơn xíu người ta còn nhớ đúng rồi đó. Năm 2022 Việt Nam đang ca tụng con gì nói hai chữ đúng đúng rồi đó. Sơn La. Con Sơn La, bà nội ơi. Con Sơn La cái tỉnh Sơn La. Con gì? Sao La. Con gì? Con Sao La. Ừ. Chính xác. Yeah. Bà cũng ra là đúng rồi, con Beo La cắn bà đó. Anh tên gì? Anh tên Quốc hả? Anh Quốc. Người ta nói là vắng như chùa Bà Đanh. Vậy anh biết chùa Bà Đanh ở đâu không? Chùa Thu á. Biết không? Không biết à? Câu này cũng khó anh ạ. À. Khó. Khó, câu này khó. Cảm ơn anh. Con biết không? Con biết không? Ở Hà Nam. Hả? Hả? Hà Nam. Chùa Bà Đanh ở đâu? Ở Hà Nam. Bắt tay cái. Ủa? Hay vậy trời. Con tên gì? Trời ơi. Hưng hả? Hưng ơi, con là cái gì đó dữ dội lắm. Trời ơi. Nhỏ xíu mà biết luôn. Rồi, cảm ơn con. Rồi, xong. Hay quá, xong rồi, về. Các bạn đã nhận được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình từ người dân và du khách đến với Vịnh Vĩnh Hy. Kết quả ở đây lại một lần nữa hòa, nhưng chúng tôi chỉ còn có 3 thẻ thôi. Nên chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp nào đó để chúng ta chọn ra đội thua thì chỉ được một thẻ và đội thắng là được 2 thẻ. Các bạn đồng ý không ạ? Không thấy là tính gì. Bây giờ là có 3 cái phiếu đúng không hè? Là bây giờ là mỗi đội một phiếu trước đi. Còn cái phiếu còn lại là món đó là ngẫu nhiên ăn chung 2 đội. Mọi người thấy sao? Cũng được. Rồi, xin mời. Okay. Bàn tay hơn lên em. Bàn tay hơn lên em. Cái này là đồ ăn gì chị? It's a mẹt hai chan. Mẹt hai chan. Hay quá. Lẩu à, được cái lẩu. Anh ok. Đưa nắng ăn lẩu mà vui. Trời ơi. Ê mẹ vừa nói, con vừa nói món gì mẹ nhớ không? Gì? Con vừa nói nếu mà cái món này ăn chung thì còn gì bằng. Món gì? Cơm. Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.